Năm 2022, quyền Xuyên Mộc được giao làm chủ đầu tư 38 công trình xây dựng cơ bản tường nguồn chốn cân sách tỉnh, với tổng mức đầu tư hơn 3.614 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn phân bổ năm 2022 là hơn 446 tỷ đồng, vốn kéo dài năm 2021 chuyển sang hơn 40 tỷ đồng. Tính đến, đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh trên địa bàn huyện chỉ đạt 19,8% kế hoạch vốn phân bổ năm 2022. Nguyên nhân lớn nhất là do công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng bị vướng vì điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Phước Bửu chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện Xuân Học đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sớm phê duyệt quy hoạch xây dựng thị trấn Phước Bửu để huyện có cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc, đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nên 12 dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2022 được ghi kế hoạch bồi thường và giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư trên địa bàn thị trấn Phước Bửu chưa thể triển khai được. Cụ thể các dự án bị vướng gồm nâng cấp mở rộng 5 tuyến đường đô thị, đường N4 vòng quanh bờ hồ Xuyên Học, đường quy hoạch số 28-29, đường quy hoạch số 6, đường Trần Phú, đường Trần Hưng Đạo, đường ven sông Hỏa Liên Xã Xuyên Mộc, Phước Bửu, đường quy hoạch số 14, đường Phan Châu Trinh, đường Bình Giả và xây dựng trường tiểu học Láng Sim, trường mầm non thị trấn Phước Bửu.